Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và ngay sau đây là bản tin: Angela Phương Trinh sành điệu dạo chơi đất Pháp sau ồn ào Cannes. Sau ồn ào tại thảm đỏ liên hoan phim Cannes, Angela Phương Trinh xuất hiện với diện mạo tươi trẻ cuốn hút ở đường phố Paris hoa lệ. Xuất hiện trên đường phố Paris sau ồn ào của liên hoan phim Cannes, Angela Phương Trinh thu hút sự chú ý bởi phong cách trẻ trung và năng động. Thần thái rạng rỡ, nét tươi trẻ tràn đầy sức sống là ấn tượng Angela Phương Trinh mang đến cho người hâm mộ khi cô xuất hiện trong bộ ảnh mới. Bên cạnh việc đầu tư kỹ lưỡng cho những bộ cánh phụ kiện trên thảm đỏ, phong cách thường nhật cũng được người đẹp đặc biệt quan tâm. Được biết, trước khi lên đường sang Pháp, Angela Phương Trinh đã chuẩn bị 20 trang phục dành cho việc xuất hiện trên thảm đỏ và những lần đi dạo trên đường phố. Vừa qua trên thảm đỏ liên hoan phim Cannes, người đẹp đã thu hút sự chú ý với trang phục in họa tiết trên đồng hồ mang đậm sắc dân tộc. Lần khác, Angela Phương Trinh lại làm dậy sóng truyền hình trong nước khi diện chiếc đầm đại dương với thông điệp bảo vệ môi trường biển. Không dừng lại ở đó, nữ diễn viên còn góp mặt trong chiến dịch quảng cáo trên mạng xã hội. Sự xuất hiện của Angela Phương Trinh tại Cannes gây ra khá nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, người đẹp vẫn bàng quan không đưa ra bất cứ lời giải thích nào thêm. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!